Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia. Và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Livestream ngày hôm nay, ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 2, 2019. Trước khi mà gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay với Lê Ngọc và anh Việt Linh, thưa quý vị, Lê Ngọc phải gửi đến cho quý vị bản tin về thời tiết. Và lời đầu tiên thì Lê Ngọc xin chúc tất cả quý vị thính giả của NVR, nếu mà quý vị phải lái xe ở DC, Maryland, Virginia ngày hôm nay thì quý vị sẽ thật là bình an, giống như Lê Ngọc. Và tại sao ngày hôm nay những cái bản tin đến với quý vị trẻ thì thưa quý vị, một trận bão tuyết đã đến tại thủ đô Washington trong sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết trước khi mà Lợi Ngọc gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay. Và đồng thời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cũng gửi lời cáo lỗi đến vì ngày hôm nay ông phải ra tòa rất là sớm, không thể nào mà gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày thứ Tư. Thưa quý vị, bầu trời sáng ngày hôm nay rất là âm u, nhiều mây và lại đang có tuyết. Phải nói là rất là phải một trận bão tuyết nữa, thưa quý vị. Trời vừa đổ tuyết mà lại có mưa mà lại có đá vì nhiệt độ dưới độ đông đá khoảng từ 28 cho tới 29 độ hiện tại, thưa quý vị. Và đây là một cái trận bão lớn đang kéo ngang qua nước Mỹ ở nhiều tiểu bang khác nữa. Từ ngày hôm qua, ngày hôm nay thì tại DC, Maryland, Virginia thì cái cơn bão tuyết này mới rơi xuống sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành thử có rất là nhiều chuyến bay đã hủy bỏ đi. Thành thử nếu mà quý vị thính giả nào phải travel ngày hôm nay thì quý vị nhớ gọi cho hãng máy bay nha, thưa quý vị. Hiện tại nhiệt độ tại thủ đô Washington 29 độ, nhưng mà vì có gió đông thổi cho tới 7 dặm một giờ, thành thử cái độ lạnh mà chúng tôi cảm nhận như đang là ở 24 độ. Và cơn tuyết này có thể lên tới từ 2 cho tới 5 inch, hoặc là có những vùng xa hơn ở phía Bắc thì có thể từ 3 cho tới 7 inch. Hiện nay trời cũng đang đổ tuyết, đường rất là trơn trượt, thành thử quý vị cẩn thận. Và bắt đầu vào buổi, có thể là từ sau 1 giờ cho tới buổi chiều tối thì cái cơn tuyết này sẽ trở thành mưa. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Tư hôm nay chỉ có 34 độ mà thôi, buổi tối 33 độ. Và cái cơn tuyết này có thể nhiều lúc sẽ trở thành mưa đá trong ngày thứ Tư. Thời tiết rất là khắc nghiệt, thưa quý vị. Nhưng mà ngày mai, ngày thứ Năm lại hoàn toàn thay đổi, bầu trời nắng trong sáng, nhiệt độ ấm hơn lên tới trên 55 độ, buổi tối xuống thấp lạnh 35 độ. Ngày thứ Sáu trở lại nhiều mây nhưng mà khô ráo, nhiệt độ của ngày thứ Sáu xuống thấp hơn chỉ có 46 độ mà thôi, và buổi tối của thứ Sáu 34 độ. Hai ngày cuối tuần hiện nay sẽ là hai ngày nhiều mây và mưa rải rác trong ngày thứ Bảy. Nhiệt độ cao nhất của ngày thứ Bảy 41 độ và buổi tối 39 độ. Và cái cơn mưa trong ngày thứ Bảy sẽ tiếp tục mưa cho tới sáng ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Nhưng dù là mây và mưa trong ngày Chủ nhật nhưng mà nhiệt độ lại ấm hơn, lên tới trên 66 độ và buổi tối trở lại lạnh 38 độ. Và với cái thời tiết khắc nghiệt như vậy thì thưa quý vị, trước tiên tin tức của từ những giới truyền thông chính của Mỹ đã cho biết là từ ngày hôm qua tới hiện tại bây giờ đó, thưa quý vị, nhiều nơi có tới 39 tiểu bang của nước Mỹ đã bị ảnh hưởng của trận bão tuyết này, gồm rất nhiều tiểu bang nằm về phía đông của dòng sông Mississippi. Đó là những cái tin từ AccuWeather cho biết. Và cái ảnh hưởng của thời tiết nặng nề nhất đó là vào ngày hôm nay, và ngay tại thủ đô Washington chúng tôi cũng đã bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết này. Chuyên gia khí tượng của AccuWeather đã lên tiếng và cho rằng là hầu như khắp nơi trên nước Mỹ sẽ gặp tình trạng là vừa trời đổ tuyết, trong đó Lê Ngọc đã thưa với quý vị tới 39 tiểu bang đổ tuyết mà đường là bị đóng băng đá, thành thử quý vị cẩn thận. Rồi kể đến là mưa đá và đủ mọi khó khăn do thời tiết gây ra. Tuyết và băng đá sẽ thấy ở khắp khu vực của phía Bắc, từ Minnesota cho tới Maine, cũng như là có thể xa hơn về phía Nam tại vùng Bắc của Texas cho tới phía Bắc của Mississippi.
Do đó, những cái lệnh báo động nguy hiểm về thời tiết mùa đông đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua ở rất là nhiều tiểu bang, 39 tiểu bang, và đặc biệt là từ Arizona cho tới New Jersey và ngay cả Virginia, Maryland, DC. Một ngày thật là bình an sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Một ngày thật là bình an sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, breaking news từ tờ New York Times đưa ra, chuyện gì liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã yêu cầu Whitaker bổ nhiệm một người đồng minh thân cận với ông, lãnh đạo, để mà điều tra về ông cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen. Và ngay lập tức thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng phản bác. Và quý vị chưa nói, chắc quý vị thính giả của NPR đã biết rồi, Tổng thống Donald Trump đã nói gì? Fake news không phải là sự thật. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi để chúng ta cùng tìm hiểu xem như thế nào. We have a lot to report because this morning there's an explosive report in the New York Times, and it raises new questions about whether President Trump tried to obstruct justice. The Times reveals the president asked then acting Attorney General Matt Whitaker to install a U.S. attorney who had supported Mr. Trump to take charge of that federal probe into hush money payments made by the president's former lawyer Michael Cohen. The Times says Whitaker refused. The attorney that President Trump wanted had already recused himself over a... Quý vị vừa mới nghe breaking news sáng sớm ngày hôm nay tường trình từ CNN qua những tin tức từ New York Times đưa ra. Tổng thống Donald Trump trong nhiều tháng trước đã yêu cầu ông cựu tạm quyền tổng trưởng tư pháp, đó là ông Matthew Whitaker, bổ nhiệm một vị đồng minh của ông, đó chính là biện lý Jeffrey Berman, giám sát điều tra cựu luật sư Michael Cohen về những cái số tiền hush money mà đã dùng để trả tiền bịt miệng cho hai người phụ nữ. Thưa quý vị, mặc dù ông Berman đã rút ra khỏi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử, và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump khi mà được giới báo chí hỏi liệu ông có yêu cầu Matt Whitaker thay đổi nhân vật lãnh đạo cuộc điều tra của Michael Cohen hay không, câu trả lời đáp trả không, không hề có. Đó chỉ là tin tức giả mà thôi, fake news. Tôi không biết ai lại nói cho quý vị biết như vậy. Lại thêm tin tức giả, nhiều tin giả ngoài kia lắm. Không, tôi không có. Đó là lời trả lời của Tổng thống khi mà ông trả lời với những ký giả tại một buổi lễ, đó là lễ ký chỉ thị Space Force vào chiều ngày hôm qua. Và Tổng thống Trump đã khen ngợi ông Whitaker là một người rất đáng mến, đã được Tổng thống dành nhiều sự tôn trọng. Thưa quý vị, breaking news từ New York Times trong ngày hôm qua đã đăng một cái tường trình, một cái report rất là sâu rộng, nhiều sự kiện, phân tích cụ thể cuộc chiến công khai và nội bộ của Tổng thống Donald Trump chống lại những cuộc điều tra đang bủa vây Tổng thống và những người trong vòng thân cận của ông ta. New York Times đã nói, vào cuối năm ngoái, khi mà các công tố viên liên bang ở ngay tại quận Manhattan thâu thập rất nhiều chứng cứ liên quan đến vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc dùng tiền hush money bịt miệng những người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc ông có quan hệ tình ái để tránh gây tổn thất, ảnh hưởng tiêu cực đến trong cái mùa tranh cử của năm 2016. Và Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông Matt Whitaker, và Tổng thống đã hỏi cái người là người đang tạm nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp là ông Whitaker, là liệu Jeffrey Berman, biện lý của nước Mỹ khu vực quận Nam New York, là một người đồng minh rất là thân cận của Tổng thống Donald Trump, có thể được đưa vào để mà phụ trách cuộc điều tra rộng lớn hay không. New York Times loan tin dựa vào những nguồn tin ngay trong từ những nhân vật trong chính phủ, những viên chức thông thạo cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Matt Whitaker. Ông Whitaker biết là không thể nào mà ông bổ nhiệm như lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump vì biện lý Berman đã tự rút lui ra khỏi cuộc điều tra. Và chính điều này đã khiến cho ông Trump không được vui và cảm thấy thật là chua chát, như ông vẫn thường đối với những cố vấn khác. Ông lẽ đương nhiên khi ông Whitaker không làm theo ý của Tổng thống Donald Trump, quý vị cũng biết đó là một cái sự
tức giận và một cái sự khó chịu đối với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đã phàn nàn về việc ông không thể nào kéo được Bộ Tư pháp để những vấn đề pháp lý liên quan đến ông ta có thể biến mất đi. Và Whitaker được cho đã tâm sự với những cộng sự viên của ông rằng vai trò của ông ở Bộ Tư pháp đó là một vai trò nhảy lên một quả lựu đạn, thưa quý vị, cho Tổng thống Donald Trump, và tìm cách cài một người trung thành để mà làm lãnh đạo một cuộc điều tra. Đó là một cái chiến thuật rất là quen thuộc của Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta đã biết là ông đang chật vật và chống trả lại những cuộc điều tra đang làm lu mờ đi cái nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Những nỗ lực này đã khiến cho ông Trump rơi vào những cáo buộc cản trở về vấn đề công lý, obstruction of justice, vào lúc mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller chuẩn bị hoàn tất cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, thưa quý vị. Đó là breaking news mà ngày hôm nay giới truyền thông đã nói đến rất là nhiều, là Tổng thống Donald Trump có cản trở về vấn đề công lý khi mà yêu cầu ông Matt Whitaker bổ nhiệm một người, một nhân vật là một đồng minh của Tổng thống để mà điều tra ông Michael Cohen, đó là vị biện lý Berman. Lê Ngọc vừa mới gửi đến quý vị chi tiết của Breaking News trong ngày hôm nay, trước khi mà bước vào những bản tin liên quan đến thế giới trong ngày thứ tư. Trước tiên nhìn qua bên châu Âu, nước Pháp thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 20 tháng 2, biểu tình áo vàng ngay tại quảng trường của nước Pháp, thưa quý vị, ở ngay tại quảng trường của những quốc gia mà họ gọi là Place the Nation, đối diện với trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trước đó thì chính quyền của tiểu bang Geneva đã cấp giấy phép cho cuộc biểu tình với số lượng người tham dự có thể lên tới 5.000 người. Tuy nhiên thì cái thực tế số người tham gia biểu tình này chỉ khoảng có vài trăm người, thành thử những tuần sau này người ta thấy những cái cuộc biểu tình của những người GD áo vàng, thưa quý vị, đã bắt đầu giảm bớt người. Theo những người áo vàng có mặt ngay tại quảng trường của các quốc gia trong sáng ngày hôm nay, lý do là không dễ để tập hợp đông đảo những người biểu tình ở những ngày giữa tuần làm việc. Và phóng viên của những tờ báo ngay tại Geneva thì cho biết cuộc biểu tình áo vàng tại Geneva đã mang tính cách biểu tượng bởi quảng trường của các quốc gia nằm ngay trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc, nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Những người biểu tình mặc áo vàng mang một thông điệp và dương cao những biểu ngữ lên án. Họ đã lên án nào là bạo lực, nêu rõ những yêu cầu của họ, đòi hỏi về những vấn đề kinh tế, chính trị của phong trào áo vàng, đặc biệt là họ đòi về vấn đề thuế và lương hưu, nghỉ việc. Để chuẩn bị cho những cuộc biểu tình ngay tại quảng trường của các quốc gia, hàng chục chiếc xe chở khách đã được huy động trên nhiều vùng của nước Pháp để đưa những người biểu tình áo vàng này đến Geneva. Và nhằm để bảo đảm cho an ninh tại nơi diễn ra, một bộ phận an ninh của nước Pháp đã được thiết lập ngay tại Geneva để tránh xảy ra bạo lực, bên cạnh sự hiện diện của nhiều lực lượng cảnh sát. Phát biểu với giới báo chí ở tại Geneva ngày hôm qua, một ngày trước khi mà diễn ra cuộc biểu tình, người tổ chức sự kiện đó là ông Nicolas Molier, ông này đã cho biết ông mong rằng những người tham gia biểu tình tại Geneva ý thức đầy đủ cách tiếp cận của những người theo phong trào áo vàng, và ông mong muốn là cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình. Và thưa quý vị, trong khi ở nước Pháp, cuộc biểu tình xảy ra ở ngay tại quảng trường của quốc gia, thì nhìn qua bên những sự kiện xảy ra ở tại Trung Đông, thì Tổng thống Iran, ông Rouhani, cũng trong ngày hôm nay, thì ông lên tiếng, ông nhận định rằng cái sự căng thẳng giữa Tehran và Washington đang ở một cái mức cao nhất, ở cực điểm hiếm thấy trong mối quan hệ bất đồng đã kéo dài hàng thập kỷ qua giữa Mỹ và Iran. Dẫn lời phát biểu của Tổng thống Iran Rouhani tại một buổi họp nội các, nhấn mạnh rằng
cuộc đấu tranh giữa Iran và Mỹ hiện nay đang lên tới cực điểm. Mỹ đã huy động tất cả sức mạnh để mà chống lại Iran. Và cũng theo lời của ông Rouhani thì mối quan hệ căng thẳng ở mức này hiếm thấy. Trước đây, đề cập đến hội nghị quốc tế và Trung Đông do Mỹ tổ chức ở thủ đô Vaskava của Ba Lan trước đây trong tuần vừa mới qua mà chúng tôi đã tường trình đến cho quý vị ngày 13 và ngày 14 tháng 2. Ông Rouhani đã cho rằng hội nghị này không đạt được một kết quả cụ thể nào do Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã thể hiện những quan điểm khác nhau trong vấn đề của đất nước họ. Ông Rouhani đã nhấn mạnh rằng hội nghị này, ông cho đây là một thất bại nữa giữa của Mỹ và các nước châu Âu trong chính sách về Trung Đông. Hội nghị quốc tế về Trung Đông được biết là đã có sự tham gia của tới hơn 60 quốc gia. Ba Lan và Mỹ đồng tổ chức hội nghị này, tập trung thảo luận về tình hình chính trị và vai trò của Iran trong khu vực, tình hình Yemen và Syria, an ninh và ổn định tại khu vực ở Trung Đông. Mỹ đã mời Israel và các quốc gia Ả Rập tham dự, song không mời Iran. Mối quan hệ giữa Tehran và Washington đã gia tăng sự căng thẳng sau khi mà chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump trước đây vào tháng 5 của năm 2018 thì ông đã quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, trong đó có Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức. Đồng thời Mỹ cũng đã áp đặt trở lại những biện pháp trừng phạt Iran. Iran đã nêu rõ những đòi hỏi của Mỹ là không thể nào chấp nhận được, đồng thời cũng lên án những chiến thuật vô ích mà Washington đã áp dụng trong quá khứ. Và trở lại vựng nhớ với những vấn đề nóng trên thế giới ngay tại hội nghị an ninh Munich của năm 2019. Thì thưa quý vị, sự kiện an ninh này cũng đã diễn ra trong một cái tình hình rất là căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu. Và hội nghị này đã đề cập đến rất nhiều vấn đề nóng toàn cầu mà nhà báo Đào Trường Phúc cũng đã tường trình đến cho quý vị những lý do tại sao lại có sự căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ. Và trong ngày hôm nay thì Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị chi tiết hơn những vấn đề nóng trên toàn cầu, nội dung của cuộc họp ở tại Munich là gì. Được biết thì hội nghị của năm nay đã có một sự góp mặt tới của 35 nguyên thủ quốc gia, 50 ngoại trưởng, 30 bộ trưởng Bộ Quốc phòng và rất nhiều tổ chức quốc tế. Với hàng trăm cuộc thảo luận, hội nghị đã bàn về những vấn đề nào là từ cạnh tranh và hợp tác giữa các cường quốc, tương lai của Liên minh châu Âu, các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đến tương lai của sự kiểm soát vũ khí và chính sách quốc phòng, sự giao thương giữa thương mại và an ninh của quốc tế đối với tất cả các nước trên thế giới. Và những vấn đề nóng trên toàn cầu trong hội nghị Munich khi mà họ khai mạc vừa mới đây trong tuần qua, với đúng cái truyền thống của một hội nghị an ninh được xem là uy tín nhất trên thế giới, thì hàng loạt những chủ đề quan trọng của quan hệ quốc tế đã được bàn thảo đến. Nổi bật đó là chủ đề về chống khủng bố, khi mà Phó Tổng thống Mike Pence có bài phát biểu nói về việc đánh bại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS và về chiến lược rút quân Mỹ ra khỏi Syria. Tiếp đến là chủ đề về hồ sơ hạt nhân của Iran, và khi Ngoại trưởng Iran ông Zarif lên tiếng kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để cứu vãn thỏa thuận này, và đồng thời cảnh báo đó chính là nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Iran và Israel hiện nay cũng đang rất cao. Trong lúc đó thì Phó Tổng thống Mike Pence lại kêu gọi các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với Mỹ. Một chủ đề khác cũng rất được chú ý, đó là về việc giải trừ quân bị, khi mà các lãnh đạo của châu Âu, cụ thể là Thủ tướng của nước Đức bà Angela Merkel, kêu gọi các nước
thực thi những cam kết giải trừ quân bị và kiểm soát việc chạy đua vũ khí, đặc biệt trong tình hình mới mà Mỹ rút khỏi hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga. Ngoài ra, bên cạnh đó, còn rất nhiều chủ đề lớn khác đã được bàn thảo, như là cuộc khủng hoảng tại Venezuela hay là quan hệ giữa Nga với phương Tây, rồi vai trò và đóng góp của Trung Quốc với vấn đề an ninh trên thế giới. Thành thử về tổng thể có thể nói là Hội nghị An ninh Munich năm 2019 đề cập đến hầu như tất cả những vấn đề nóng nhất của an ninh trên toàn thế giới tại cả những phiên thảo luận chính thức lẫn các cuộc gặp và những phát ngôn bên lề. Và đây thực sự là một cuộc gặp gỡ, một sự đối thoại an ninh thường niên rất là quan trọng với sự góp mặt của rất nhiều những nhà lãnh đạo của nhiều cường quốc trên thế giới. Cái sự căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị trong ngày hôm qua, thì trong hội nghị Munich năm nay, phái đoàn Mỹ tham dự với một số lượng đông đảo và được xem là một trong những phái đoàn lớn nhất mà Mỹ đã cử đến hội nghị Munich. Dẫn đầu, Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Shanahan. Điều này cho thấy là phía Mỹ đã muốn gửi đi rất nhiều thông điệp tại hội nghị an ninh Munich, trong đó có những thông điệp về mối quan hệ đồng minh truyền thống với lại châu Âu. Tuy nhiên, thì cuối tuần qua, mối quan hệ này lại tiếp tục chứng kiến rất nhiều căng thẳng. Một ngày trước khi đến Munich, phát biểu tại Warsaw khi mà thăm Ba Lan, Phó Tổng thống Mike Pence đã lớn tiếng chỉ trích các nước đồng minh của Mỹ, Anh, Pháp, Đức đã phớt lờ đi những lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Do đó, tại hội nghị này, trong bài phát biểu khai mạc của chủ nhà, thì bà Thủ tướng của nước Đức Angela Merkel đã chỉ trích rất mạnh những chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nào là từ vấn đề hạt nhân Iran, việc Mỹ rút quân ra khỏi Syria hay rút khỏi hiệp ước INF ký với Nga vào năm 1987. Bà Angela Merkel đã cho rằng việc Mỹ đơn phương hành động trong những vấn đề này mà lại không có một sự tham khảo quan điểm từ những nước ở bên châu Âu, dù châu Âu là những nước chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp như trong vấn đề hiệp ước INF, là những sự kiện, những tin tức vô cùng xấu. Ngoài ra, bà Angela còn chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump đã coi ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu là một mối đe dọa với an ninh quốc gia của Mỹ. Đó là một điều khó chấp nhận được. Điều đáng nói là ngay sau bài phát biểu của bà Angela Merkel, Phó Tổng thống Mike Pence đã ngay lập tức tuyên bố rằng đã đến lúc các nước châu Âu rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Đồng thời, ông Mike Pence cũng kêu gọi châu Âu hành động giống như Mỹ trong cuộc khủng hoảng đã xảy ra tại Venezuela. Hiện nay là coi Tổng thống tự phong, đó là ông Juan Guaido, là lãnh đạo của Venezuela. Dù là nhiều lãnh đạo ở châu Âu có mặt tại hội nghị Munich, như là Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell đã cho rằng là hãy chờ đợi, cần phải chờ đợi cuộc bầu cử mới theo đúng hiến pháp của đất nước Venezuela. Và một ví dụ bất đồng khác giữa Mỹ là châu Âu, đó là chuyện Mỹ rút quân ra khỏi Syria. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố là ông không hiểu được quyết định của Mỹ tại sao lại nhanh chóng rút quân ra khỏi Syria, trong khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của chính nước Mỹ, ông Shanahan, lại kêu gọi các đồng minh châu Âu tiếp tục giữ quân ở lại Syria. Hay là trong chủ đề Mỹ đang kêu gọi các nước đồng minh tẩy chay tập đoàn Huawei của Trung Quốc, phía châu Âu cũng tuyên bố họ không muốn bị Mỹ gây sức ép và buộc phải hành động theo Mỹ một khi chưa có những thỏa thuận nghiêm túc trong nội bộ giữa Mỹ và các nước châu Âu. Có thể nói, tại hội nghị Munich năm 2019 thì rõ ràng quan hệ đồng minh giữa Mỹ và châu Âu không chỉ chưa có thể hàn gắn như trước mà còn tiếp tục bị chia rẽ mạnh hơn vì những bất đồng và vì những chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Và thưa quý vị, khi mà nói đến hội nghị an ninh của Munich, Lê Ngọc xin giới thiệu đến cho quý vị để chúng ta cùng tìm hiểu hội nghị này đã được ra đời từ đâu và mục đích của họ là gì. Munich đã được ra đời vào năm 1963. Ban đầu thì hội nghị được xem đó là một diễn đàn đối thoại an ninh quan trọng nhất đối với mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Tiếp theo sau đó thì mở rộng ra nhiều chủ đề an ninh lớn khác trên toàn cầu. Đây là hội nghị quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu chiến lược và các chính trị gia. Vì thế, đây trước hết là không gian đối thoại về an ninh toàn cầu, về trật tự thế giới, chứ không phải là một nơi để mà đưa ra chính sách. Và vì vậy thì cũng khó có thể nói là dư luận có thể trông đợi, ngoài sự trông đợi hay là sự kỳ vọng vào một điều gì cụ thể từ hội nghị an ninh Munich. Tuy nhiên, như thế cũng không có nghĩa là hội nghị an ninh Munich 2019 không có một tầm ảnh hưởng quan trọng, mà ngược lại được cho là rất rất quan trọng. Hiện tại thì giới nghiên cứu về quan hệ quốc tế hầu hết đều có một sự nhận định chung rằng thế giới đang sống trong một giai đoạn rất là bất ổn. Khi trật tự thế giới cũ được dựng nên từ sau Thế chiến thứ hai đang có một dấu hiệu tan rã và rất nhiều nhân tố mới xuất hiện làm phức tạp đi bức tranh an ninh toàn cầu. Đây là giai đoạn mà nhiều nhà nghiên cứu tại châu Âu hay so sánh với thời điểm giữa hai cuộc Thế chiến thứ nhất và thứ nhì, tức là đã có nhiều mâu thuẫn khó lường trong quan hệ quốc tế, từ sự cạnh tranh giữa các cường quốc đến tham vọng tập hợp lực lượng và xây dựng một trật tự thế giới mới. Bên cạnh đó là những thách thức an ninh phi truyền thống như là vấn đề khủng bố và chiến tranh mạng. Vì thế, trong cái bối cảnh tiềm ẩn nhiều biến động lớn như hiện nay, thì việc đối thoại giữa các quốc gia là vô cùng quan trọng nhằm tránh những rủi ro đối đầu trực diện. Và đó là điều mà Hội nghị An ninh Munich đã làm được. Và với sự phân tích và sự tường trình của nhà báo Đào Trường Phúc trong ngày hôm qua, thì quý vị cũng đã thấy rõ ràng cái sự căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ như thế nào, đặc biệt là cái phản ảnh của các cường quốc trên thế giới. Khi mà Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố là Tổng thống Donald Trump gửi lời chào mừng đến hội nghị Munich, thì anh Phúc đã nói với quý vị không có một sự vỗ tay. Ngược lại, khi mà cựu Phó Tổng thống ông Joe Biden lên tiếng là trật tự thế giới sẽ trở lại sau khi mà hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thì cái sự vỗ tay lại rộn rã lên. Đó đã làm cho chúng ta suy nghĩ, suy ngẫm xem cái mối quan hệ đồng minh giữa châu Âu và Mỹ nó đã có sự thay đổi như thế nào dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại tiếp tục với những bản tin trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, mới đây trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ông đã lên tiếng tiếp tục ngỏ ý là ông có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Vòng đàm phán thương mại cao cấp mới giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu diễn ra trong ngày hôm nay ngay tại Washington. Được nhận định là các cuộc đàm phán đang được đạt được tiến triển, nhưng vẫn còn những vấn đề bất đồng phức tạp mà cần phải cùng nhau giải quyết, khiến cho có nhiều khả năng Mỹ và Trung Quốc có thể gia hạn thời gian chót thay vì vào ngày 1 tháng 3. Và những cuộc đối thoại thương mại cao cấp nhất với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại ông Wilbur Ross, trong khi mà phái đoàn của Trung Quốc thì là do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu. Và tuyên bố vừa mới đưa ra mới nhất từ Tòa Bạch Ốc cho biết là các cuộc đối thoại lần này nhằm đạt được những cải cách để mà sửa chữa lại những cấu trúc tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và hai bên sẽ cùng nhau thảo luận cam kết của Trung Quốc mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ.
Và theo hãng tin Bloomberg cũng cho biết là trong những cuộc đối thoại lần này, Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc giữ giá trị đồng nhân dân tệ ổn định, một hành động nhằm vô hiệu hóa mọi nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá giá tiền tệ để chống lại thuế quan của nước Mỹ. Vòng đàm phán cao cấp lần này diễn ra sau khi kết thúc vòng đối thoại ở tại Bắc Kinh ngay vào tuần trước mà không đạt được một thỏa thuận. Nhận định về vòng đàm phán trong tuần này thì Phó Chủ tịch Phòng Thương mại của nước Mỹ, ông Maron Brilliant đã cho biết là các cuộc đàm phán đã bắt đầu có nhiều tiến triển. Đây là lần thứ ba mà các cuộc đàm phán cao cấp diễn ra và các bên đều hiểu vấn đề, những vấn đề nào còn tồn tại, cần phải giải quyết. Có bước tiến trong việc tăng cường quyền sở hữu trí tuệ, nhưng vẫn còn bất đồng về những vấn đề cải cách cấu trúc rất là quan trọng. Đó là làm sao để mà chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp, chính sách công nghiệp của Trung Quốc ảnh hưởng đến những công ty của Mỹ, cũng như là việc tiếp cận thị trường của Trung Quốc. Phát biểu trước lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ tại Bắc Kinh trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng của Trung Quốc ông Vương Nghị đã cho rằng Mỹ cũng nên tôn trọng quyền của Trung Quốc phát triển và thịnh vượng. Yêu cầu của Mỹ về cải cách cấu trúc phải phù hợp với cái sự hợp tác giữa hai nước về vấn đề thương mại, phù hợp với cơ chế mở cửa cải cách của Trung Quốc. Các cuộc đối thoại không nên cố gắng buộc Trung Quốc phải thay đổi cách quản lý kinh tế của họ hay là thậm chí làm con đường phát triển của chính nước Mỹ. Trước những vấn đề còn tồn tại, nhiều viên chức Mỹ đã cho rằng hai bên vẫn khó có thể giải quyết được những vấn đề trong tuần này, nhưng có thể sẽ dần thu hẹp lại sự bất đồng. Và đây cũng là những dấu hiệu tích cực khi mà hai bên vẫn tiếp tục có những cuộc đàm phán để cùng nhau giải quyết. Và với cái hạn chót 1 tháng 3 đang đến rất là gần, thì Tổng thống Donald Trump, như Lê Ngọc vừa mới thưa với quý vị trong ngày hôm qua, ông cũng đã lên tiếng là sẽ tiếp tục ngỏ ý là ông có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống đã nhấn mạnh rằng những cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp nhưng cũng rất là phức tạp, và ông không thể nói chính xác cái thời điểm hoàn thành để mà hoàn tất những cuộc đàm phán này. Do đó, ngày 1 tháng 3 không phải là một cái ngày mà có thể xảy ra một cái sự kỳ diệu, bởi rất nhiều thứ có thể xảy ra và chúng ta nên chờ đợi. Cuộc đàm phán giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc có tiến triển và khả năng kéo dài thời hạn chót đã nhận được sự hưởng ứng của những nhà đầu tư và đã giúp cho thị trường, ngay không những là của nước Mỹ và cả thế giới nữa thưa quý vị, cũng đã khởi sắc. Vì nếu không gia hạn thời hạn chót và hai bên không đạt được thỏa thuận vào ngày 1 tháng 3 sắp tới, thì có nghĩa là Mỹ sẽ tăng mức áp thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mà tổng giá trị lên tới 200 tỷ Mỹ Kim. Và từ những tin tức cập nhật mới nhất về vấn đề cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì thưa quý vị, hiện nay cũng rất nhiều tin tức đang đưa ra dồn dập về cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội, Việt Nam. Và những chuyên gia thì họ đang có thể nói rằng, và đặc biệt là những chuyên gia bên Trung Quốc, họ tin rằng là hai nước Mỹ và Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên sẽ có thể thiết lập được một quan hệ ngoại giao mới, và đây là một cái bước đi quan trọng để hướng tới sự thiết lập về cái quan hệ này. Và ngay cả tin từ CNN cũng vừa mới dẫn lời của hai nguồn tin am hiểu về cuộc đối thoại giữa hai nước đã tiết lộ ra rằng Washington và Bình Nhưỡng đang nghiêm túc xem xét lại việc trao đổi nhân viên liên lạc trong cái bối cảnh là Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai vào hai ngày 27-28 tháng 2. Giám đốc của Viện Nghiên cứu của Đông Bắc Á, của Viện Khoa học Xã hội ở ngay tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, đó là ông Da Giang, cũng đã cho tờ Global Times biết rằng việc trao đổi nhân viên liên lạc sẽ mở đường cho việc hai nước mở văn phòng liên lạc ngay trên lãnh thổ của nhau,
có lợi cho việc tăng cường trao đổi thông tin giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Và đây có thể đó chính là bước khởi đầu để cho hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và đề xuất của Mỹ không phải là một điều bất ngờ vì những ý tưởng tương tự cũng đã từng được hai bên thảo luận. Tuy nhiên thì họ cho rằng một cái tình hình hiện nay rất là khác khi hai bên đều mong muốn đạt được thỏa thuận đáng kể tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sắp diễn ra ở tại Hà Nội. Và như vậy thì tất cả những sự việc này họ nghĩ là có thể sẽ có một sự đột phá trong cái tình hình thiết lập quan hệ ngoại giao mới giữa hai nước. Và như vậy có nhiều tin tức mà Lê Ngọc đang thấy về vấn đề cuộc họp thượng đỉnh này, thưa quý vị, thì họ đang cho rằng là ông Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam như thế nào, bằng đường xe lửa, bằng máy bay hay là bằng xe hơi. Thì hãng thông tấn Reuters trong ngày hôm nay đã đưa ra một bản tin dẫn từ hai nguồn tin thông thạo cho biết Kim Jong-un sẽ đi từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội bằng xe lửa để họp cái cuộc thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong hai ngày 27 và 28 cuối tháng này. Và hành trình của ông Kim Jong-un trên một đoạn đường dài hàng ngàn cây số sẽ mất tới 2 ngày rưỡi xuyên qua Trung Quốc từ phía Bắc xuống phía Nam. Thành thử thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters cho biết là Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam bằng đường bộ. Thì chiếc xe lửa chở Kim Jong-un sẽ dừng lại ở Đồng Đăng, là một thành phố ở Việt Nam nằm ở biên giới giữa Việt và Trung Quốc. Rồi lãnh đạo của bên phía Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được đưa bằng xe đến Hà Nội, nằm cách đó 160 cây số vào ngày 25 tháng 2 để mà chính thức viếng thăm Việt Nam trước khi mà gặp Tổng thống Donald Trump. Ba nguồn tin khác thì cho Reuters biết là cuộc gặp lần thứ hai giữa Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump rất có thể diễn ra tại nhà khách của chính phủ nằm ở ngay tại trung tâm thủ đô Việt Nam. Khách sạn Metropole nằm đối diện với nhà khách chính phủ có thể là nơi dự phòng cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Vào hôm thứ Bảy tuần vừa mới qua đây thì hãng thông tấn Reuters đã cho biết là phóng viên của họ đã bắt gặp cố vấn thân cận của Kim Jong-un đến thăm nhà khách chính phủ, khách sạn Metropole và khách sạn Melia. Và khách sạn Melia có thể sẽ là nơi mà ông Kim Jong-un lưu trú trong thời gian viếng thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, thì tin từ Reuters cũng trích dẫn đều nhấn mạnh là toàn bộ các kế hoạch nói trên có thể thay đổi bất ngờ vào giờ chót. Còn về bên phía Việt Nam thì đã cho biết là Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chủ trì một cuộc họp rà soát những công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Và tại cuộc họp này thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu là vấn đề công tác an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Và trong cái cuộc gặp thượng đỉnh này, thưa quý vị, thì chúng ta hãy cùng nhau xem coi là những vấn đề gì ở Mỹ sẽ trở qua ở tại Việt Nam. Thì những tin tức mà Lê Ngọc nhận thấy đó, thưa quý vị, là vào chiều tối của ngày hôm qua thì Việt Nam đã bắt đầu thấy những chiếc Boeing C-17 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mang theo siêu trực thăng, thưa quý vị, hộ tống Marine One của Tổng thống Donald Trump. Và siêu trực thăng Marine One đó là một phương tiện để hộ tống cho Tổng thống Trump và thành viên của gia đình ông, những viên chức cao cấp trong những chuyến công du trên những chặng đường ngắn ở trong hoặc là ở ngoài nước Mỹ. Và khi mà Tổng thống công du nước ngoài thì máy bay Marine One thường được vận chuyển trước đến nước chủ nhà bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster. Marine One có một cái khả năng là chở được 14 người, mà trong đó lại có nhà bếp, phòng tắm riêng với 24 chiếc được sản xuất, và có tới 3 cho tới 5 chiếc Marine One được cất cánh mỗi lần bay và liên tục thay đổi vị trí. Để làm gì thưa quý vị? Để đánh lạc hướng những kẻ mà có ý đồ tấn công Tổng thống.
trực thăng Marine One có một cái kích thước khá lớn với chiều dài là hơn 22 thước và cao 5 thước 13. Và Marine One được sơn hai màu, đó là màu trắng ở trên và màu xanh lục ở dưới. Do vậy còn có cái tên gọi rất là quen thuộc, thân mật, đó là White Tops. Và nó có thể bay với một cái tốc độ là 240 cây số cho mỗi giờ đồng hồ. Và thân của chiếc máy bay Marine One được bọc giáp có khả năng chống đạn, súng trường và vũ khí cá nhân. Ngoài ra, Marine One đã được trang bị hệ thống cảnh báo và phòng thủ hỏa tiễn hiện đại nhất, thưa quý vị. Và Marine One cũng có một cái diện tích rộng bề ngang khoảng hơn 18 thước vuông, dù là chỗ chỉ cho 14 người. Vì bên trong Marine One được cách âm rất là tốt, nên Tổng thống Mỹ, Tổng thống Donald Trump có thể nói chuyện bình thường với lại những viên chức hay là gia đình. Và trực thăng Marine One đã được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại trong phạm vi ngắn của các Tổng thống Mỹ. Và siêu trực thăng này cũng mang cờ và tên của nước Mỹ giống như là chuyên cơ không lực 1. Do đó, quý vị sẽ thấy là chiếc Marine One có một chữ United States of America. Và từ chiếc trực thăng, siêu trực thăng Marine One, Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua loại xe đặc biệt chở Tổng thống Donald Trump. Và những đặc điểm này chung quanh chiếc xe The Beast 2.0 của Tổng thống Donald Trump là gì, mà người ta gọi đến là quái thú, thưa quý vị. Thì sau gần nửa năm lộ diện, The Beast 2.0 có thể sẽ đặt chân đến Việt Nam cùng với Tổng thống Trump với một cái mức giá mà họ nói là cao ngất ngưỡng. Tại sao? Vì công nghệ hiện đại nhất, đó là những điểm nổi bật của quái thú The Beast 2.0. The Beast là mẫu limousine chống đạn dược được làm riêng cho Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đó chính là ông Donald Trump, với mức giá lên đến 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Chiếc xe The Beast 2.0 đó là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo cho các đời Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đó chưa phải là một điều thú vị duy nhất về quái thú xe này. Tiền thân của Cadillac One là dòng xe Cadillac DTS, bản kéo dài của Tổng thống George W. Bush, đã được ra mắt vào năm 2001. Và do cái kích thước đồ sộ nên Cadillac DTS đã được các mật vụ đặt cho một cái biệt danh, đó là The Beast, quái thú cho đến nay. Ở mỗi đời của Tổng thống thì chiếc The Beast sẽ được đặt hàng riêng biệt tùy theo yêu cầu và sở thích của mỗi Tổng thống đương nhiệm. Cadillac One, The Beast hay là Stagecoach đều ám chỉ mẫu limousine này. One là do hãng sản xuất đặt, các mật vụ thì gọi mẫu xe là The Beast vì thân hình đồ sộ. Còn Stagecoach là tên mật của dự án này. Do đó, mẫu xe này thường được gọi với hai tên đầu tiên hơn, với tên gọi The Beast 2.0. Có thể là Tổng thống Trump, ông muốn một mẫu xe mới hoàn toàn, hoặc là muốn bỏ đi cái tên Cadillac One có từ thời của ai. Quý vị biết là Tổng thống Donald Trump, ông không ưa ông Obama, do đó ông không muốn dùng đến cái tên Cadillac One đã có từ thời của ông Barack Obama. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thì đã đặt 11 chiếc xe The Beast 2.0 cho Tổng thống Donald Trump. Và mỗi lần mà ông Trump xuất hiện trước công chúng, chúng ta sẽ thấy có hai chiếc The Beast tháp tùng đi theo. Trong đó, một chiếc chuyên chở ông Trump và chiếc còn lại đóng một vai trò, đó là vai trò chim mồi. Từ thời Tổng thống Obama thì tất cả những chiếc xe The Beast đều đeo biển một cái số, đó là số 800002. Với kích thước của một chiếc limousine và cân nặng lên tới 9 tấn thì cái tên The Beast hoàn toàn xứng đáng cho mẫu xe này quái thú. Để mà vận chuyển được hai chiếc xe The Beast, chính phủ Hoa Kỳ đã phải huy động đến loại máy bay vận tải cỡ lớn, đó là C-17 Globemaster,
vì cái cân nặng quá nặng nên dù được trang bị động cơ diesel tăng cái áp lực lên tới 5.0L, thưa quý vị, thì chiếc xe quái thú The Beast chỉ đạt được một tốc độ đa cao nhất là khoảng 90 cây số một giờ mà thôi. Và dùng gốm để mà chống đạn, đó là hoàn toàn, đó là sự thật. Vì cái lớp vỏ thân xe The Beast, biết những cái bề dày của họ đã cho chúng ta thấy được, đó là tới 8 inch của chiếc xe quái thú The Beast 2.0 đã được cấu thành nào là từ thép, nhôm và gốm. Và kính xe của chiếc xe quái thú đã được làm từ cái kính cường lực dày cho tới 5 inch. Do đó, cái cánh cửa xe cũng rất là nặng, thưa quý vị, tương đương với cửa của một chiếc Boeing 757. Và gầm xe thì được thửa từ chiếc bán tải hạng nặng, đó là chiếc Chevrolet Kodiaq, giá cố thêm bằng titanium, gốm và tấm chống để mà chống cả bom nữa, thưa quý vị. Và The Beast được trang bị khả năng phòng thủ chủ động, bao gồm cả hệ thống bắn khói, xả dầu để ngăn cản những chiếc xe truy đuổi The Beast. Khi mà người lạ có ý định mở cửa xe, hệ thống này sẽ phóng ra một dòng điện để hạ gục ngay cái người đó, thưa quý vị. Và bình xăng của quái thú cũng được bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt rất là đặc biệt để chống những cái loại cháy nổ. Và bên trong của chiếc xe quái thú The Beast 2.0 còn được trang bị một hệ thống thông tin liên lạc rất là hiện đại và bảo mật bậc nhất, như là dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu, GPS, Wi-Fi, điện thoại vệ tinh và kết nối thẳng đến điện thoại của cả Phó Tổng thống lẫn ngũ giác đài để mà có thể ra lệnh phóng hỏa tiễn hạt nhân ngay từ trên xe. Một lượng khí oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng thống Donald Trump cũng được dự trữ sẵn trong chiếc xe quái Beast 2.0 này, thưa quý vị, The Beast. Và bên cạnh những tiện nghi hàng đầu mà Lê Ngọc vừa mới giới thiệu đến cho quý vị, thì quái thú The Beast 2.0 được so sánh, được ví như là một chiếc xe tăng với một số vũ khí ở ngay ở bên trong xe. Cơ quan mật vụ Mỹ giữ bí mật hoàn toàn về những loại vũ khí của The Beast 2.0, và chúng ta chỉ có thể biết rằng ở cái phần đầu của chiếc xe này có trang bị súng phun hơi cay và một loại súng máy. Bên trong xe, tài xế cũng được trang bị bằng một khẩu súng shotgun. Không phải ai cũng có thể làm tài xế cho The Beast đâu nha, thưa quý vị. Tài xế của Tổng thống sẽ được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, gắt gao, từ những chuyên gia lái thử xe của công ty GM và phải được huấn luyện quân sự để bảo vệ cho Tổng thống khi mà cần thiết. Các tài xế phải có một khả năng giải quyết một cách rất là nhanh chóng, rất là thông minh, với những màn lùi xe tốc độ cao, quay xe tới 180 độ và drift với một chiếc xe nặng 9 tấn. Điều mà chúng ta nghĩ thì chỉ thấy trong những loạt phim, mà nếu mà quý vị nào đã xem những loạt phim Fast and Furious thì quý vị biết là tài xế này phải giỏi đến như thế nào trong cái vấn đề mà lái xe. Tổng thống ở đâu thì chiếc quái thú The Beast sẽ ở đó. Và đó cũng là lý do mà chính phủ Mỹ đã đặt hàng đến 11 chiếc xe The Beast 2.0 cho Tổng thống Donald Trump. Số lượng xe này có thể phục vụ chuyến công du nhiều nước của Tổng thống Trump. Mỗi nơi sẽ có sẵn 2 chiếc The Beast quái thú khi mà Tổng thống Donald Trump xuất hiện. Và thưa quý vị, những tin tức để cho thấy là mỗi lần mà để sắp xếp để mà có thể tất cả mọi sự việc đều sẵn sàng cho Tổng thống Donald Trump di chuyển cho tới mỗi nơi để mà có những cuộc hội nghị, thì quý vị cũng đã thấy rồi, rất là tốn công, tốn thời gian và cả một đoàn tùy tùng để mà có thể đến cái nơi họp trước tiên sắp xếp cho Tổng thống. Và điều quan trọng nhất đó chính là vấn đề an ninh. Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị những tin tức mà Lê Ngọc đã nhận được, những gì liên quan
sắp sửa xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Và để cho những cái giây phút cho nó nhẹ nhàng trong ngày hôm nay, một ngày mà phải nói là thời tiết quá khắc nghiệt, vừa tuyết và vừa có mưa đông đá nữa, thưa quý vị, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị một cái bản tin về khoa học. Và sau đó thì anh Việt Linh sẽ gửi đến cho quý vị một cái đề tài mà có lẽ là quý vị nghe xong rồi đó. Quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm, nếu mà quý vị, những quý vị nào cao niên mà về hưu rồi đời sống của chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng mà trước đó một cái tin khoa học, mà đây cũng là một cái tin rất là tích cực, đó là lần đầu tiên trên thế giới thay van tim mà không cần cái phẫu thuật phải mở ra, thưa quý vị. Thì trước tiên cần phải nhắc tới một mô hình liên quan đến vấn đề y tế rất là hữu hiệu của nước Pháp mà họ gọi tắt là CHU, CHU. Và cái chữ CHU này có nghĩa là gì? Đó là Center Hospitalier Universitaire, tức là trung tâm bệnh viện đại học, nơi mà quy tụ của rất nhiều vị giáo sư, bác sĩ rất là tài danh từ những trường đại học rất là nổi tiếng. Và mỗi tỉnh hoặc là thành phố lớn của nước Pháp đều có một trung tâm bệnh viện của đại học CHU. Đây là lần đầu tiên trên thế giới các giáo sư, bác sĩ của Saint Hospitalier Universitaire CHU de Lille đã thay thế van tim cho một bệnh nhân mà họ không phải phẫu thuật mở toang cái ngực ra hoặc là mở tim. Và cụ thể là trong những ngày cuối năm vừa mới qua đây, một bệnh nhân cần được thay thế một van tim hai lá đã bị suy. Mô hình đã cho thấy là ven của hai lá này, thưa quý vị, màu đỏ nằm ngay trung tâm của trái tim. Ven hai lá là một cái ven nằm ngay trung tâm của tim, giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái. Vai trò của ven hai lá rất là cần thiết, bằng cách mở và đóng theo từng nhịp tim của chúng ta. Và những cái ven này cho phép máu đi từ tâm nhĩ đến tâm thất, nhưng lại ngăn chặn, không cho máu đi ngược lại. Khi mà co bóp, tâm nhĩ trái mở ven, chuyển máu xuống tâm thất trái, để mà tâm thất trái gửi một cái khối lượng máu tối đa vào động mạch chủ. Suy ven hai lá xuất phát chính xác từ một sự rò rỉ của ven hai lá này, khi hai cái tấm ven đóng mở không còn hoạt động chính xác được nữa. Và nếu không được điều trị thì cái căn bệnh nghiêm trọng và thường xuyên này sẽ dẫn đến sự suy tim, mà triệu chứng là sẽ khó thở cho dù chỉ là một hành động cố gắng nhỏ nhất. Và ngoài ra còn có sự xuất hiện của tình trạng bị phù ở ngay dưới chân. Trong trường hợp của căn bệnh này thì các bác sĩ đã sử dụng một ống thông đưa chiếc ven hai lá sinh học này để thay thế, xâm nhập cơ thể qua một cái ngã động mạch đùi và được hướng dẫn đi dần lên tới trung tâm của trái tim. Tại đây, cái chiếc van sinh học được tháo tác cho cố định vào đúng vị trí thay thế cho chiếc ven cũ đã bị hỏng đi. Và như vậy là bệnh nhân đã được thay van tim mà không cần phải phẫu thuật mở ngực hoặc mở tim, không còn những đường mây dài ngay trên ngực như là phương pháp phẫu thuật hở truyền thống, chỉ có một chút sẹo nhỏ ở dưới đùi mà thôi, và tất cả chỉ có như vậy. Thành thử, thưa quý vị, trong cái trường hợp của bệnh nhân mới này thì một lần nữa các bác sĩ đã sử dụng một ống thông đưa cái chiếc ven hai lá sinh học để thay thế, xâm nhập vào cơ thể qua một cái ngã động mạch mà Lê Ngọc đã nói, đó là ngã động mạch ở đùi, và được hướng dẫn đi dần lên tới trung tâm của trái tim. Và rất là vui mừng với thành quả này thì tiến sĩ Eric Van Baal và giáo sư tim mạch học là một người trực tiếp thực hiện công trình, thì tiến sĩ này đã phát biểu: có lẽ với cái sự thành công này, chúng tôi đang ở một cái buổi bình minh của một cuộc cách mạng mới về khoa học, là lần đầu tiên trên thế giới thay van tim mà không cần phẫu thuật để mà cắt mở nguyên cái lồng ngực của chúng ta ra, thưa quý vị.
Và sau cái tin khoa học này thì Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị một cái tin nữa là cuộc đời sự nghiệp. Đây là cuộc đời và sự nghiệp rất là ấn tượng của một bố già thời trang, Lagerfeld. Khi mà chúng ta nghe nói tới bố già thời trang thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem ông này là ai. Và sự ra đi của một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, Karl Lagerfeld, là một sự mất mát lớn với công ty nào thưa quý vị? Đó chính là Chanel nói riêng và làng thời trang thế giới nói chung. Trong suốt 30 năm sự nghiệp tại hãng Chanel, nhà thiết kế người Đức này có một cái tầm ảnh hưởng chưa từng có trước đây. Và xuất thân của ông là ai rất là danh giá. Quý vị nào nếu mà quý vị thích những hàng hiệu mà đặc biệt là Chanel thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này. Thì ông này đó là Karl Lagerfeld, sinh ra trong một gia đình giàu có. Ông sinh ra vào ngày 10 tháng 9 của năm 1933. Thì cậu bé Lagerfeld này và một người em gái sống cùng với cha mẹ, làm trong ngành sản xuất sữa đóng chai ở quận Blankenese của Hamburg của nước Đức. Đây là một nơi, một cái quận mà giới quý tộc sinh sống trong những biệt thự lộng lẫy. Mọi thứ thay đổi với lại Lagerfeld khi mà Hamburg bị dội bom vào tháng 7 của năm 1944 trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và gia đình Lagerfeld đã dọn tới nhà ở Schleswig Holstein. Chính tại đây, đây là một vùng nông thôn, thì Lagerfeld đã sống nửa quãng đời thơ ấu ở tại đây. Là trẻ con của một thành phố giàu có, ăn mặc khác thường và để tóc dài, nên Lagerfeld nổi bật giữa đám trẻ ở quê. Lagerfeld khác biệt ở nhiều khía cạnh nữa. Trước khi tới trường thì Lagerfeld đã học tiếng Anh và tiếng Pháp, cũng như là dành hàng giờ để mà học vẽ. Và cậu bé thích tới bảo tàng hơn là tới trường học, và lúc nào cũng bị các họa sĩ Pháp làm cho cậu bé mê mẩn. Và trong một bộ phim tài liệu vào năm 2014 mang tên là Deutschland, Dini Künstler, thì Karl Lagerfeld, người Đức, những nghệ sĩ của ông ta, ông đã từng nói với nhà làm phim, đó là Gerald von Boehm, là tôi yêu mọi thứ liên quan tới nước Pháp. Đó là nơi mà tôi muốn tới, và đó là lý do tại sao tôi học tiếng Pháp khi còn nhỏ, dù là ông là người Đức. Và nước Pháp đó chính là thiên đường của Karl Lagerfeld. Dần dần khao khát tới nước Pháp lớn dần trong Karl Lagerfeld. Và sau khi tham gia một chương trình của Dior ở Hamburg vào năm 1950, thì ông Karl Lagerfeld đã có một quyết định vào năm 1953. Ông cùng với mẹ dọn tới kinh đô của thời trang để mà sinh sống. Tại đây, Karl Lagerfeld đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của ông ta. Khi mới có 20 tuổi, Karl Lagerfeld đã đứng đầu trong cuộc thi thời trang nhờ mẫu thiết kế áo khoác. Nhà thiết kế Yves Saint Laurent cũng tham gia vào cuộc thi này, nhưng chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi. Chỉ vài năm sau, Karl Lagerfeld đã làm việc cùng với những tên tuổi như là Pierre Baumann và Jean Patou. Năm 1963, thì Karl Lagerfeld đã trở thành giám đốc nghệ thuật lần đầu tiên tại công ty thời trang Chloé. Ông ta đã tự mình tạo ra một xu hướng thời trang Tororo Look năm 1967. Đó là một phong cách thời gian táo bạo khi mà kết hợp quần áo và những phụ kiện cùng màu. Nhãn hiệu thời trang của Ý, Italy Fendi ở Rome, cũng đã bị ấn tượng bởi nhà thiết kế trẻ từ Đức Karl Lagerfeld và đã thuê ông ta làm việc vào những năm 1960. Tuy nhiên, Paris mới là nơi đặc biệt trong cuộc đời và di sản của Karl Lagerfeld. Sau khi mà Lagerfeld qua đời vào ngày 19 tháng 2, thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã nói rằng nhà thiết kế không chỉ là hiện thân của Paris, mà Karl Lagerfeld chính là Paris. Bà Anne Hidalgo đã viết ngay trên Twitter,
nghệ thuật của Karl Lagerfeld đã mang một màu sắc, một hình dạng cho tình yêu, cho cái đẹp, cho những điều ngạc nhiên và đặc biệt là những điều quá kỳ diệu. Năm 1976, Lagerfeld đã tạo dựng hình ảnh bảnh bao cho chính bản thân của ông ta với những mẫu quần áo nổi bật của thế kỷ thứ 18, tóc buộc đuôi ngựa và một cặp kính râm thường trực mà Karl Lagerfeld luôn đeo. Hình ảnh đó đã trở thành thương hiệu của Lagerfeld cho tới ngày mà ông chết đi. Sự nghiệp của Lagerfeld chứng kiến một bước ngoặt vào năm 1983 khi mà hãng thời trang cổ lỗ, thưa quý vị, đó chính là Chanel, chỉ định Karl Lagerfeld làm giám đốc sáng tạo. Và cũng chính tại Chanel, tên tuổi của Karl Lagerfeld mới nổi bật lên và tạo ra một biểu tượng thời trang nổi tiếng trong suốt 30 năm cho tới tận bây giờ. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld đã khiến cho nhãn hiệu Chanel hiện đại hơn, đẳng cấp hơn, hấp dẫn hơn với mọi phụ nữ trẻ khi mà ông ta đã kết hợp rất nhiều màu sắc, chất liệu vải mới với những đường cắt mới lạ. Khó có thể ai hình dung được Chanel mà lại thiếu đi nhà thiết kế Karl Lagerfeld. Lagerfeld, ông ta đã định hướng phong cách của Chanel hơn 30 năm qua và đã giúp cho doanh số của nhãn Chanel tại Paris đạt được một số tiền, thưa quý vị, 10 tỷ Mỹ Kim trong năm 2017. Tuy nhiên, Lagerfeld cũng từng thừa nhận là bà Coco Chanel, người sáng lập ra nhãn hiệu Chanel, có thể không ấn tượng với đường hướng mà ông ta đã đặt ra cho nhãn hiệu. Và Karl Lagerfeld còn nói rằng, điều tôi làm thì bà Coco Chanel sẽ ghét. Nhãn hiệu có hình ảnh và tùy vào tôi để đổi mới. Tôi làm điều mà bà ấy không bao giờ làm. Tôi đã phải đi từ cái Chanel nên hướng tới, có thể hướng tới. Và Karl Lagerfeld đã làm việc không mệt mỏi. Tuy nhiên, Lagerfeld không dừng lại với mỗi Chanel. Năm 1984 thì chính ông đã có một nhãn hiệu của riêng mình. Đó là nhãn hiệu với cái tên Karl Lagerfeld. Nhãn hiệu này đã cung cấp mọi thứ từ thời trang phụ nữ, nam giới cho tới quần áo và ngay cả những đồ phụ kiện cho trẻ em. Thì thưa quý vị, khi mà quý vị thấy một cái nhãn hiệu, chúng ta thì hầu như ai cũng biết Chanel. Nhưng nếu quý vị thấy Karl Lagerfeld thì quý vị biết chính ông là người đã sáng tạo ra những cái hiệu của Chanel. Lagerfeld đã không chịu hài lòng với mỗi việc thiết kế quần áo và thời trang, và cũng không phải là tất cả với ông. Lagerfeld còn là một nhà sưu tập sách và là một người đam mê đọc sách, và ông cũng chụp ảnh, chạy với những chiến dịch quảng cáo, làm phim ngắn cho rất nhiều công ty thời trang, thiết kế khách sạn khắp thế giới, thành lập một công ty xuất bản và mở một phòng tranh riêng. Vậy quý vị thấy, ông này cũng là một nhà rất là tài tình, rất nhiều sáng tạo. Và bản thân của Karl Lagerfeld cũng không phải là một người chỉ tự hài lòng với những gì mà mình đã đạt được. Ông đã từng nói, bạn có thể thú nhận mình thất bại nếu bạn chỉ thỏa mãn với thành công đã có. Do đó chúng ta qua cái lời nói này, thưa quý vị, không ngừng học hỏi mới là điều tốt. Đừng ngừng lại ở những gì mà chúng ta đã thành công. Năm 1989, bị kịch ập tới khi mà đối tác gần 20 năm làm cùng với ông, đó là Jack DeBasher, đã qua đời vì bệnh liên quan tới bệnh AIDS. Ông đã vùi mình vào công việc để quên đi cái chết của người cộng sự. Giai đoạn đau buồn này đã khiến cho Karl Lagerfeld tăng cân và đam mê đàn ông trẻ. Khi mà Lê Ngọc vừa mới đọc tới đây, Lê Ngọc nghĩ là đam mê đàn bà trẻ, nhưng là đam mê đàn ông trẻ. Khi sang thế kỷ mới, Lagerfeld cũng bước vào một thị trường mới, đó là ngành ăn kiêng. Ông đã tự hào vì đã giảm được
tới gần 43 kg, thưa quý vị, và đã xuất bản thành sách kinh nghiệm về vấn đề giảm cân. Đó là cuốn The 3D Diet của ông, đã bán được một số rất là nhiều, đến hàng nghìn bản. Cho đến năm 2004 thì Karl Lagerfeld đã trở thành một nhà thiết kế thời trang đầu tiên hợp tác với cửa hàng quần áo cao cấp, đó là quần áo H&M. Sau đó ông đã hợp tác rất nhiều với những hãng khác, trong đó có việc thiết kế 3 mẫu chai cho Diet Coke, một loại đồ uống mà ông rất là yêu thích. Và cho dù đã cao tuổi nhưng Lagerfeld tiếp tục cập nhật thay đổi trong thế giới những người nổi tiếng, và ông cũng đã từng hợp tác với lại Kim Kardashian hay ra mắt bộ sưu tập với Kaya Gerber, đó là con gái của siêu mẫu Cindy Crawford. Tuổi tác cũng không thể làm giảm đi lời ăn nói sắc như dao của ông. Đôi khi ông cũng có những quan điểm gây sốc khi mà công kích quyết định của nước Đức mở cửa cho những người tị nạn Syria, và ông cũng chỉ trích phong trào Me Too, hay là ông cũng chê phụ nữ mà bị béo mập nha thưa quý vị. Ở tuổi 85 thì ông Karl Lagerfeld vẫn xuất hiện tại các chương trình thời trang gần đây. Vì thế, khi ông lần đầu tiên không có mặt tại một chương trình của Chanel mới đây trong tháng Giêng của năm 2019, thì đã có những đồn đoán về sức khỏe của ông. Và cái chết của ông khiến cho thế giới thời trang rất là tiếc thương. Thế giới thời trang nơi mà Karl Lagerfeld ngự trị suốt bao năm nay rất ngưỡng mộ tài năng của ông, nhưng bản thân của ông lại không hề có ấn tượng với di sản của mình. Ông đã từng nói khi bác bỏ tin đồn, viết hồi ký: "Tôi chẳng có gì để nói. Tôi thực sự đang cố để bảo đảm rằng tôi sẽ không được nhớ tới." Đó là những gì mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị để cho chúng ta tìm hiểu, biết về cuộc đời, sự nghiệp rất là ấn tượng của Karl Lagerfeld, một bố già thời trang trong suốt 30 năm sự nghiệp của ông với lại Chanel.